Trở lại kênh Săn Bắt Rừng Tràm thì Di Thái xin chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Thái chào anh em đồng nghiệp và con xin chào cô dì chú bác đằng xa luôn. Thì hồi trong Tết mình cũng có quay mấy video mà mình nói về mà mật ong kèo với mật ong tự nhiên á nha. Thì có nhiều anh chị em vô bảo là mật ong kèo mình là pha đường cho nó ăn cho nên mật nó mới nhiều. Thì sẵn một cái đây video này thì mình sẽ làm một cái video cho cả nhà phân biệt được đâu là mật ong thiệt và đâu mà ong giả luôn á nha. Và chứng mình trước làm video chứng minh cho con ong kèo nó có ăn đường hay không luôn á nha. Thì trước tiên thì mình giải thích cho nhà hiểu là con ong nó có ăn mật hay ý ăn đường hay không. Thì những anh chị em nào mà nói á, cái giống ong này á là có tên khoa học ở Việt Nam mình như là kêu là ong khói á cả nhà. Còn ở miền Tây mình á là chia ra là ong mật, ong nuôi và ong gùi. Thì ong gùi ở miền Tây mình là có giá trị là nó cũng mắc nhất, rồi tiếp theo á là tới là con ong gừng con mật nha cả nhà. Thì đa số là gọi là con ong mật. Thì cái giống ong này là thật sự là nó không có ăn đường đâu cả nhà. Ai mà nói mà nó ăn đường á là người ta chưa biết gì về con ong này hết trơn á. Còn mà con ong có được trong mật ong có đường hay không thôi á là do người ta đem cái mật ong về người ta pha chế thôi, chứ thật sự không có ong nào mà đi ăn đường hết trơn á. Cái con ong có thể là nó bỏ cái công sức nó ra, nó bay xa hơn cái nguồn bông, xa hơn nó ăn cái nguồn mật ngon hơn nữa, chứ cái bông gần của nó không ăn nữa cả nhà, chứ nó không có mà ăn đường đâu. Thì sẵn đây mình có một cái bọc mật mà bị khách người ta bơm cả nhà. Không phải bơm nhưng mà không biết cái lý do có nhiều người ta đặt mật mình á, nhưng mà mật ong còn nguyên trong sáp luôn cả nhà ơi. Mật mình người ta đặt mình là còn nguyên một cái cục mật, còn mình để nguyên trong bọc luôn, mình giao cho người ta mà đóng thùng mút mình giao đi nhưng mà người ta không nhận, rồi nó trả về. Thì trong Tết cả nhà thì tới nay nó cũng lâu dữ lắm rồi, tầm khoảng tháng ngoài rồi. Rồi mình cũng không có dắt ra luôn mà để nó tới nay chắc nó cũng hơi bị chua cả nhà. Rồi bây giờ mình lấy cái mật ong đó là mật ong thật 100%, mình đem ra tới ổ ong mình cho nó ăn thử nó có ăn hay không nha. Nếu như mà cái mật ong này nó ăn á thì mình sẽ tìm cách mình pha đường mình cho nó ăn thử nó ăn hay không. Chứ còn thật sự á là mình nghĩ là cái mật ong nó còn không ăn đó nha, cái mật dở nó còn không ăn nữa, chứ đừng có nói tới mà nước đường. Thì cả nhà mình cắt cái bọc mật bị bơm ra cho cả nhà xem nha. Rồi thì cả nhà đây là cái bọc mật mà còn nguyên trong sáp luôn cả nhà. Bữa nay nói như bị cà lâm nữa trời. Đây thì giờ bờ mình cắt ra nha. Mình vô rất là nhiều lớp bọc luôn. Mình vô 4-5 lớp bọc thì xong rồi mình mới gửi cho khách. Một lớp nè. Hai lớp. Lâu lắm rồi nha, chắc có hơn ha. Cỡ 2 tháng nữa nha. Mặt nó lon ra tới cái lớp ngoài luôn. Lớp trong rất bể rồi. Thì cái này là mình bỏ luôn nghe, chứ mình không bán nha cả nhà, tại vì cái mặt này nó chua rồi. Bốn lớp bọc cả nhà. Đó. Nó có bọt luôn đó nha. Cái người khách này mua mật của mình thì cũng độc chiêu lắm đó nha. Nói là em cắt mật cho anh á, em nhớ chừa lại cho anh 1-2 con ong, như là con ong già này nè nha. Chừa lại cho anh ít con ong già để mà anh về anh bán cho người ta, để cho người ta tin á là anh bán mật ong gừng, mật ong thiệt. Chứ em mà bán cho anh không có con ong già này á thì người ta không có tin, người ta không mua anh. Thì mình cũng cố gắng là mình bắt ong mình bỏ vô luôn cả nhà, mình không có bắt con ong này ra cả nhà. Thì cuối cùng là cái anh nó không có nhận của mình, cho nên là cái ổ ong mà nó còn cái con ong già này á thì nó làm nhanh hư mật lắm á nha. Nhưng mà ngay Tết này nữa nè, mặt này thì bỏ nghe cả nhà, cho nên mình cũng không mang bao tay gì đâu. Đó, bây giờ thì mình múc ra tầm khoảng 1 lít đi,
Thì mình có mình đem nguyên cái thùng này đi luôn cũng được đó nha. Bây giờ mình đem nguyên cái thùng này vô vô trong rừng luôn. Vậy mình đem nguyên cái thùng này vô rừng luôn, thử có con ong nào nó bay xuống ăn không nghe nha. Để mình cẩn cẩn chút nó cho nhà xem, đụng chút nó lên bọt tùm lum hết trơn rồi nè. Nhiêu đây thì tầm khoảng 2 lít ngoài 3 lít cả nhà, 3 lít hơn. Thật là rồi như mình nhớ mà là mình đông như 3 lít rưỡi vậy. Nó nãy giờ mình giọt nãy giờ nó lên bọt hết trơn rồi nè. Thì mặt này bị chua rồi. Thì những mặt như vậy thì mình không có bán nữa, mình bỏ luôn cả nhà. Thiệt hại của mình thì cũng gần thôi, nhưng mà thôi mình không có nói ra đâu cả nhà. Mất công quá. Rồi bây giờ là mình sẽ đem nguyên cái thùng này mình bỏ dưới ổ ong thử nó có ăn không nha nhà. Đây là mật ong thiệt 100% chứ không phải là mật ong chứ không phải là nước đường nữa nha. Nếu như mà nước đường nó ăn thì cái gì mình cũng chịu vậy. Người ta cho ong ăn á, ong có những loại nó vẫn ăn đường nhưng là cái giọng cái loại ong nuôi á nha. Nó thì có 3 loại. Ong ruồi, ong mật và ong nuôi, thì ong nuôi nó mới ăn đường thôi, còn ong mật thì có ăn đường hay không á thì mình sẽ đem cái thùng này ra tới cái ổ mình bỏ dưới cái ổ luôn nghe nha. Rồi coi thử con ong nó có ăn không. Thì mình sẽ đặt cái camera lại ngay chỗ cái ổ ong này luôn. Mình sẽ đặt camera lại. Rồi mình sẽ đi ra rồi cho máy quay, khi nào máy quay hết pin thì thôi. Rồi cả nhà theo chân mình nha. Rồi nha, thì giờ mình cũng vô tới tổ ong nữa nha. Mình chuẩn bị đem cái thùng này mình lại mình đặt ngay chỗ cái tổ ong luôn cả nha. Giờ mình cũng đốt nhang lên luôn. Lỡ mà mình sợ gấu ong nó có hung dữ á thì mình lấy xe nhang này thì mình đuổi ong đi luôn. Mình cũng sẽ làm nhẹ nhẹ thôi. Mình cố gắng mình vô nhẹ nhẹ được, không có cho con ong nó túa ra nghe nha. Ông nó cũng mới đậu quá nha. Rồi cả nhà, thì bây giờ mình đặt cái thùng ở dưới ngay cạnh cái tổ ong này luôn nghe nha. Đó, thì cận cảnh cho nhà xem ổ ong trên đây nè. Mình thì mình đặt cái thùng như này. Rồi mình sẽ mở nắp ra luôn nghe nha. Giờ mình đi ra. Rồi. Rồi chút xíu nữa mình quay lại mình coi mình gìn mình coi thử con ong có bay xuống ăn cái mặt ong nó không nghe nha. Rồi cái nhà thì bây giờ mình cũng bỏ cái thau vô trong đó rồi nha. Bỏ cái thau mặt ong vô trong đó rồi cho con ong nó có bay nó ăn hay không thì chút xíu nữa giờ mình gìn. Mình quay về cái đầu mình gìn giờ bắt đầu mình đi bắt ong đó nha. Đó, còn ong ăn cho ong ăn đường này xong rồi còn cái chuyện là ong này nuôi được nữa cả nhà. Thì những người mà nói ong này nuôi được á thì em cũng xin thua luôn á nha. Tại vì á cái ong này mà nuôi được thì ở đây người ta giàu hết, không có ai còn nghèo như mình đâu. Tại vì ổ ong này á, một ổ á, là bắt được tầm 3 đến 4 tháng ý, từ 1 tới 3 tháng á nha. Tầm 1 đến 3 tháng là một ổ, từ 1 tới 3 tháng là cắt là từ 2 đến 5 lần. Là từ 2 đến 5 lần mà mỗi lần cắt là chắc ăn là cầm trong tay 1 triệu á nha. Là ít nhất là phải một triệu một lần cắt là một ổ tầm khoảng lít ngoài hai lít là hơn 1 triệu đó nha. Nhưng mà chỉ tính là chỉ lần 1 triệu thôi mà ổ ong này mà nuôi được nó trong 12 tháng á thì chắc ăn ổ ong này phải cầm là vài chục triệu đó nha. Với hợp luôn, nhưng mà một năm á cái người thợ gác kèo này á người ta không phải là chỉ một hai ổ đâu, người ta có tới vài trăm ổ lận.
mà nuôi được là khủng khiếp lắm. Còn anh em nào mà nói ở đâu mà ai mà nuôi con ong này được á, thì mình bỏ vợ bỏ con mình luôn á nha, mình đi theo mình học người đó, mình thỉnh người đó làm thầy luôn á nha. Quá khủng khiếp, ong này mà nuôi được là mình kinh nè. Còn mà cái nghề gác kèo này á, gác được cái kèo nó đã khó rồi mà về được ổ ong á là nó cũng là mừng lắm cả nhà. Mà xuống được ổ ong lớn á, là nó đã một cái trình đó cả nhà. Xuống gác kèo thì ai gác cũng được, nhưng mà xuống ổ lớn ổ nhỏ á, mặc nhiều mà ít nó là một cái trình khác nhau nữa đó. Mà nói mà con ong này nuôi được á, thì ở đâu mà có thầy dạy đó thì chỉ em bỏ vợ bỏ con theo em học luôn cả nhà. Thì bây giờ mình bỏ cái thòng ong trong đó cho con ong nó bay xuống ăn, nó làm gì đó nó làm đi, rồi chút xíu nữa mình sẽ quay lại mình gìn nó thử nó có ăn hay không. Rồi bây giờ thì bắt đầu mình đi ra ngoài mình kiếm những tổ ong riêng lẻ ở ngoài để mình bắt cả nhà, tại vì kèo mình chỉ còn cái ổ này là còn duy nhất trong một ổ một trong kèo mình thôi. Rồi tại vì những ổ lớn thì nó đi hết trơn rồi. Rồi cả nhà theo chân mình nha, bữa nay mình video mình nói cũng hơi nhiều quá nha. Ở nhà thì mình đi tới đây mình cũng gặp được một tổ ong đó nha. Thì tổ này cũng nhỏ chứ không lớn, tầm khoảng 6 tấc à. Nhưng mà mình thấy có cái bầu mặt nó tròn đó nha. Nó ngay chỗ cái ngón tay mình chỉ nè, ngay đây nè. Mình thấy nó cũng tròn, cũng no dữ rồi. Ổ này thì mình nghĩ là nó chám voi đó nha, nhưng mà tầm khoảng 1 lít đổ lại thôi chứ nó không có nữa. Bây giờ thì bắt đầu mình lội ngang con kinh này qua bển nha. Giờ mình cởi đồ ra mình lội qua bển rồi xong mặc đồ lại rồi mới leo lên bắt đó nha. Cây đấy thì nó cao cũng tầm khoảng 60 mét. Cái cây nó cũng quần nhưng mà còn trong khả năng đó nha. Rồi bây giờ soạn đồ. Mình cũng lại tới tổ quá nha. Giờ thì chuẩn bị leo lên. Nãy mình quên đập cái đầu cái đuốc ra cho nó bể bể ra dễ đốt đó nha. Cái ngất thôi đây rồi mình leo lên tới chảnh là nó bung ra hết luôn nha. Ôi. Quá trời gió luôn á nha. Quần ướt khó leo quá nha. Thank you.
nó còn non đây. Quá trời bộ mặt à. Ôi xỏ sao đứt ngay con dây luôn trời. Đây mình chường hết được rồi đó nha. Đứt cái đuốc rồi. Xỏ con dây sao đứt ngay cái đuốc luôn, chạy luôn. Bị dướng mấy nhánh cây à, mình chòm hết ra được rồi. Hết chòm ra được. Cây kỳ không? Dạo yếu quá. Mình review cục mặt cho nhà xem. Đây nha. Quá đẹp cục mặt luôn nha. Nó quấn rồi ta. Lết mặt cái nha. Cắt bó tàn luôn nha. Chòm ra khó quá. Hai xi ngoài. Tàn nhỏ nha. Ít khi nào mà mình lấy miếng tàn này lắm cả nhà, tại vì ở nhà mình giờ đang có tiệc á,
cũng nhiều người thích như cái món mà đàn ông này mình mới cắt thôi chứ hiếm khi nào mà mình cắt cái này lắm. Nửa lít. Ủa, nó trút xuống nó quýnh mình cái này. Dao rồi. Dao bỏ vô rồi hay gì? Chưa, dao mất tiêu quá nha. Đây. Nhà thì giờ mình cũng đi lô bộ dài dài qua cái bờ này cả nhà ơi, đi dài dài về cho cái mình nó khô khô một xíu mặc đồ lại nha. Cắt được có nửa lít mật ong mà cực quá cả nhà ơi. Thì cả nhà có cần xài đến mật ong liên hệ cho Duy Thái qua số điện thoại là 0852 311 345 nghe nha. Nãy có thấy ngoài này quá trời sáng luôn. Ừ, nắng lên nè, nắng lại cho khô khô mình xíu nó mặc đồ vô cả nhà cho nó đỡ lạnh. Với lại ong này á, mình hiếm khi nào mà mình cắt cái miếng tàn lắm, tại vì cái tàn để cho nó nở ở nhà mà hôm nay mới có mùng bù chỉ mới mùng 3 mùng 4 Tết thôi. Thì mình cũng lấy tàn về để mà chú bác của mình cả nhà cũng đi ở Sài Gòn rồi về đó, cũng là đi làm công nhân thôi rồi, nhưng mà về rồi thích ăn cái món này cả nhà, nhưng lâu lâu mình mới cắt ổ hay ổ thôi chứ mình không cắt hoài. Cắt hoài ong đâu nữa là cắt. Cái mình nó khô khô chút xíu nữa thì mặc đồ vô. Cả nhà năm mới không biết cả nhà sao chứ Thái thì năm nay Thái không có được hên cả nhà ơi. Năm mới thì mới có đêm 28 Tết là sẵn rồi, mình kể cho nhà sẵn là đi dài dài về nè, rồi mình kể cho nhà nghe luôn là đêm 28 Tết á. Đêm 28 Tết mình đi rút tiền về để mà lì xì cho ông bà cái nha. Thì ban ngày á thì mình đi rút không có được, tại vì đông quá trời đông mà ở huyện mình có một cây ATM một à, mình rút không có được. Cái tối đó thì mình mới đi rút, thì 8 giờ mình 7-8 giờ thì bắt đầu mình đi 8 giờ mình về. 8 giờ mình về có mấy bạn trong quán cà phê cái nha, nó rủ vô ngồi nói chuyện, vô nói chuyện chút xíu nữa là 10 giờ mình về. 10 giờ về thì vợ mình ở nhà, ở mình của mình lên cái nhà tại mình cây riêng rồi á, mà cái bị vợ mình bị cướp cái nhà, cướp nó vô nó dí dao vô cổ mình, nó cướp vàng nữa nè, nhưng mà cướp không có nhiều, mắt cũng tầm khoảng vài chỉ à chứ không có nhiều. Thì năm nay thì cũng không có được hên cho lắm cái nhà, không phải là hên nhưng mà vợ mình không sao là cũng còn hên cái nhà, tại vì nó không có làm gì bậy. Ôi mỏi tay quá. Rồi về rồi sáng là sáng ngày 29 vô cái công an chờ ông mời. Mời rồi xong rồi đi khai lấy lời khai tùm lum một dưa hết trơn, rồi ngày 29 tới 10 giờ ngày 29 luôn á nha. 10 11 giờ ngày 29 luôn mới được ăn cơm. Tối đã thức khuya nó mệt rồi thêm sáng công an làm việc với công an á nha. Ôi ta lã tù lu quá chân. Năm nay thì coi như là cuối năm cái nhà, cũng không phải là năm mới nữa, cuối năm mà xả xui cuối năm cái nhà, coi như là mắc cái đó là xả xui luôn. Nhà vợ mình không sao là cũng được, tại vì nó vô nó cướp mà cái nhà, chứ phải nó trộm thì mình không có ấy, còn nó cướp thì chúa mà đỡ cái nhà.
phải chi ăn trộm còn biết đường mắt nhiều mắt còn nãy vô nó cướp luôn à, dí dao vô cổ nó cướp luôn á, thì có đó mà chúa mà đỡ dài mà đỡ cho nổi thì mắt nhiều mắt cả nhà. Rồi giờ thì mình về mình sẽ lấy lại cái thau mà cái thau mặt ông lúc nãy cả nhà ơi. À, mình xuống xuồng mình review cái cục mặt lại cho cả nhà xem. Về tới xuồng rồi cả nhà, thì nãy giờ mình đi bắt ông cũng tầm khoảng 3-4 tiếng rồi cả nhà. 3-4 tiếng giờ mình quay lại mình coi cái thùng này con ông nó có bay xuống nang không cả nhà. Con ông nó vẫn nằm im ru thôi cả nhà. Cả nhà có thấy con ong nào bay ăn trống không? Để mới đi gần lại cả nhà. Không có một con ong nào xuống đây ăn luôn nghe cả nhà. Ổ thì trên đây thôi. Rồi đẩy cái thùng đi ra luôn nha. Nó thì rõ ràng là con ong là mình thấy là nó không có bay vô nó ăn cái mặt ong ấy nha. Thì mình nãy giờ thì mình cũng làm quay cận cảnh cho nhà xem đó. Nãy giờ thì mình cũng đi bắt ong, đi vòng vòng ở ngoài mà đi kiếm những ổ ong lan ngoài nhà thì cũng tầm khoảng vài tiếng đồng hồ rồi. Rồi lúc mà mình bỏ đây là tầm khoảng 11 giờ cả nhà. 11 giờ nhưng mà bây giờ tầm khoảng 2-3 giờ rồi. Để 2-3 giờ nhưng mà không có con ong nào bay đáp xuống đây ăn nha. Ba cái lá cây nó rụng vô nè, ba cái lá sậy nó rụng vô bụi không nữa nha. Đó, mặt ong nhiều lắm nha. 3-4 lít lần mà. Đó, thì rõ ràng là mặt ong mà con ong còn không ăn mà huống chi là nước đường nghe nha. Thì chút xíu nữa mình đi về mình quay cái cục mặt thành quả của mình đi lội lan ở ngoài cho cả nhà xem nha. Rồi cả nhà ơi, thì Di Thái cũng về tới nhà rồi cả nhà. Thì hôm nay đi vừa cho ong uống nước đường rồi xong rồi mình đi bắt ong ở ngoài đó. Nãy lội xong giờ mình mấy cũng ngứa, mình về tới nhà mình mới tắm xong đó nha. Thì đây là cái son. Ý lộn, cái thùng nãy mình cho ăn nè. Hồi nãy về nửa đường nó đổ quá phân nửa cả nhà. Rồi để đi rồi mai mốt cái này giờ mình chưa có bỏ cả nha. Cái này thì mình để lên mình thắng nước màu mình ăn. Để giờ mình thắng nước màu được nha. Thắng nước màu để khô cá rồi. Còn đây là những cái bọc mật mình bắt ở ngoài, bắt lan ngoài nè nha. Cái nhà có cần xài đến mặt ong liên hệ cho Di Thái qua số điện thoại là 0852 311 345 nghe nha. Cục này thì tô vô trắng tươi luôn, bị chối sáng vậy. Đây cục này thì tầm khoảng lít, cục này thì tầm khoảng 2 lít ngoài 3 lít cái nha, nặng lắm. Còn cái cục này á thì hồi nãy mình có leo cây mình bắt nữa nha. Lúc nãy mình leo cây mình bắt được này là con ong của bò nữa nha. Này thì hơn nửa lít nha, 3 sỉ. Đó, cả nhà có cần xài đến mặt ong liên hệ vô Di Thái qua số điện thoại là 0852 311 345 nha. Rồi năm mới tết đến này, Di Thái xin kính chúc cả nhà có năm mới an khang thịnh vượng và vui vẻ trong cuộc sống luôn nha cả nhà. Rồi Di Thái tạm biệt cả nhà, bye bye cả nhà ở đây luôn cả nhà, hẹn cả nhà ở video sau nha.